Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump đã túm được gái tập. Trả lời một phóng viên vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định có bằng chứng cho thấy siêu virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc tại Vũ Hán. Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời cho biết ý định áp dụng lại các biện pháp thuế quan để trừng phạt Bắc Kinh. Khi được hỏi liệu có bất cứ bằng chứng nào khiến Mỹ tin chắc rằng Viện Virus học Vũ Hán là nguồn gốc gây bùng phát dịch bệnh COVID-19 hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời như sau. Vâng, tôi có, song không tiết lộ thêm thông tin liên quan. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp về virus corona ở Nhà Trắng vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp ở Nhà Trắng vào ngày 30 tháng 4 rằng các cơ quan Mỹ đang điều tra làm thế nào mà SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên và cách xử lý của Trung Quốc như thế nào để ngăn chặn COVID-19 lây lan phần còn lại ra khắp thế giới. Ông nói tiếp như sau, và tôi nghĩ Tổ chức Y tế Thế giới nên xấu hổ vì bản thân họ giống như một cơ quan hệ công chúng cho Trung Quốc. Sau đó, khi được hỏi về đề nghị làm rõ nhận định của mình, ông nói tiếp, tôi không thể nói với quý vị điều đó, tôi không được phép nói với quý vị điều đó. Ông cũng nói với các phóng viên tiếp như sau, liệu họ, có nghĩa là Trung Quốc, đã phạm sai lầm hay liệu việc này đã bắt đầu như một sai lầm và sau đó họ đã phạm phải một sai lầm khác hay ai đó đã cố tình làm gì đó. Ông đưa ra thắc mắc, tôi không hiểu vì sao mà mọi người không được phép vào phần còn lại của Trung Quốc, nhưng họ đã được phép vào phần còn lại của thế giới. Điều đó thật tồi tệ, đó là một câu hỏi khó để họ có thể trả lời. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thêm, Mỹ có thông tin về những gì xảy ra tại Trung Quốc và ông sẽ sớm có bản báo cáo về vụ việc này. Trong tương lai không xa, ông nói như vậy. Và lẽ ra họ có thể ngăn chặn được nó. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiếp tục nói. Và đề cập đến việc Trung Quốc không nhanh chóng hủy các chuyến bay quốc tế ra khỏi đất nước. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết ông có thể xem xét áp đặt thuế quan mới lên hàng hóa của Trung Quốc nếu tính đến các biện pháp trả đũa Bắc Kinh. Và ngay trước thời điểm ông Trump phát biểu, thì cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xuất phát từ Trung Quốc nhưng không phải do con người tạo ra. Đây là hình ảnh thông báo của cộng đồng tình báo Mỹ về nguồn gốc của COVID-19 trên trang Twitter đề ngày 30 tháng 4 năm 2020. Và toàn bộ cộng đồng tình báo Mỹ, IC liên tục cung cấp thông tin hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách và các quan chức chịu trách nhiệm, cộng tác. Ứng phó với đại dịch COVID-19 vốn xuất phát từ Trung Quốc, cộng đồng tình báo với các nhà khoa học nói rằng SARS-CoV-2 không phải là do con người tạo ra hoặc biến đổi gen, theo thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nhấn mạnh tiếp như sau. Sẽ tiếp tục kiểm tra và thu thập thông tin tình báo để xác định xem liệu COVID-19 bùng phát là do con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm SARS-CoV-2 hay là kết quả của một vụ tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đó là phản ứng rõ đầu tiên từ tình báo Mỹ lật tẩy các thuyết âm mưu cả từ Mỹ và Trung Quốc rằng virus corona là vũ khí sinh học. Nhưng khả năng virus corona có thể là vô tình bị rò rỉ từ một cơ sở nghiên cứu vẫn chưa được chứng minh. Theo hãng tin AFP, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời chỉ trích này trong bối cảnh Mỹ mất hơn 30 triệu việc làm trong 6 tuần khi các biện pháp phong tỏa gây thiệt hại về kinh tế lớn cho xứ cờ hoa này. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Nhà Trắng Hogan Street Lee. Dù đã đạt được lệnh ngừng chiến vào tháng 1 năm nay trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm, thuế quan vẫn được áp lên 2/3 lượng hàng tổng thương mại giữa hai siêu cường quốc tế hàng đầu thế giới, Mỹ và Trung Quốc. Nhiều tháng qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy cộng đồng tình báo Mỹ IC xác định nguồn gốc chính xác của việc bùng phát COVID-19 để theo đuổi một lý thuyết chưa được chứng minh rằng đại dịch bắt nguồn vì sự cố trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Nhiều nguồn tin đã nói với hãng thông tấn CNN như vậy. Và bất chấp cảnh báo từ các nhà khoa học và các chuyên gia tình báo rằng Mỹ có thể không bao giờ biết được nguồn gốc chính xác của virus, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo vẫn tiếp tục thúc đẩy cộng đồng tình báo để điều tra chi tiết và chính xác về nguồn gốc của COVID-19. Ông Mike Pompeo từng yêu cầu Trung Quốc cho phép chuyên gia tới phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng đã bị từ chối. Phát ngôn viên của Nhà Trắng Hogan đã khẳng định hôm đầu tiên rằng như Tổng thống đã nói, Mỹ đang điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Hiểu về nguồn gốc của virus không chỉ là điều quan trọng để giúp thế giới đối phó với đại dịch mà còn có lợi ích cho các
hệ thống ứng phó nhanh với các dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai. Và trước đó, gần 25.000 email và mật khẩu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ từ thiện Gates và Viện Virus học Vũ Hán đã bị đánh cắp. Đây là hình ảnh tin tức hàng chục ngàn email của các tổ chức liên quan đến đại dịch COVID-19 bị rò rỉ ra bên ngoài. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, máy chủ của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Bill Gates cùng Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán đã bị hack. Toàn bộ 25.000 email, số điện thoại, dữ liệu đang và sẽ được công bố. Dữ liệu rò rỉ cho thấy Bill Gates biết trước về virus Vũ Hán, cũng như danh sách các cơ quan Tổ chức Y tế Thế giới của WHO, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ DCC và Ngân hàng Thế giới World Bank nhận tiền của Trung Quốc. Quỹ kết Tổng Tổ chức Y tế Thế giới và Viện Virus học Vũ Hán là ba tổ chức bị nghi ngờ liên quan đến đại dịch COVID-19 và hàng ngàn email, mật khẩu và tài liệu. Thông tin liên quan đến đại dịch khởi nguồn từ Vũ Hán có nguy cơ bị công bố trên mạng. Thông tin về vụ tấn công vì sự thật, vì đại nghĩa này được đăng trên trang chính thức của Bloomberg, Washington Post và nhiều tờ báo lớn khác. Nhiều người đặt niềm tin rằng những thông tin chấn động liên quan đến Tedros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Virus học Vũ Hán hoặc Quỹ kết và đại dịch sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Nhiều sự thật sẽ được phanh phui, virus ác tính bắt đầu từ đâu và được bao che như thế nào sẽ không còn là bí mật với quốc tế. Và trong một diễn biến mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 1 tháng 5 tuyên bố tham gia cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc về nguồn gốc của virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Tariq. Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới Tariq nói với hãng tin AFP vào ngày 1 tháng 5 rằng Tổ chức Y tế Thế giới muốn làm việc với các đối tác quốc tế và được chính phủ Trung Quốc mời tham gia cuộc điều tra nguồn gốc động vật của virus corona chủng mới. Ông Janovic cho biết Trung Quốc đang tiến hành nhiều cuộc điều tra để hiểu hơn về nguồn gốc của COVID-19, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới chưa được mời tham gia. Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng các cuộc điều tra này tập trung xem xét các ca bệnh có triệu chứng vào thời điểm cuối năm 2019, phân tích mẫu xem xét và xét nghiệm lấy từ các khu chợ và nông trại nơi các ca nhiễm bệnh đầu tiên được xác định. Bên cạnh đó, giới điều tra được cho là còn phân tích dữ liệu chi tiết về nguồn gốc và chủng loại các loại động vật hoang dã, động vật nuôi được bán ở các khu chợ. Ông Chalovich, nghiên cứu này sẽ cho cung cấp những kiến thức ngăn ngừa và khả năng virus lây lan từ người sang người hoặc từ người sang động vật và ngược lại. Theo trang tin Đông Phương Hồng Kông, trong một diễn biến bất ngờ vào ngày 30 tháng 4, trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Bắc Kinh đã chỉ trích Trung Quốc không cho phép tham gia điều tra về nguồn gốc virus corona chủng mới và bày tỏ nghi ngờ việc Trung Quốc che giấu số liệu thật về dịch bệnh này. Đây là hình ảnh tiến sĩ Cao Đền, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc. Cơ quan truyền thông Anh Sky News vào ngày 30 tháng 4 đã công bố một đoạn video về cuộc phỏng vấn trưởng đại diện văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Bắc Kinh. Trong đó, ông này tuyên bố Trung Quốc đã nhiều lần từ chối cho phép Tổ chức Y tế Thế giới tham gia điều tra nguồn gốc của virus corona chủng mới. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về tính chính xác của số liệu trong suốt thời gian từ ngày 2 tháng 1 cho đến ngày 16 tháng 1 vẫn chỉ có 41 người được chuẩn đoán bị bệnh mà Trung Quốc cung cấp mà thôi. Tiến sĩ Cao Đền nói ông biết rõ là phía Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc của virus, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới không được mời tham gia, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới luôn nộp lên Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đề nghị cùng tham gia điều tra. Nhưng yêu cầu này không hề được phía Trung Quốc trả lời. Ông Cao Đền cho rằng Trung Quốc không có lý do gì để từ chối Tổ chức Y tế Thế giới. Họ cũng nên điều tra nguồn gốc của virus và hiểu sự tiếp xúc giữa người và động vật. Chỉ có cố gắng tìm hiểu virus càng nhiều càng tốt mới tránh được sự tái bùng phát dịch bệnh này mà thôi. Ông cũng chỉ ra rằng việc điều tra dịch bệnh mới ở thời kỳ từ ngày 2 đến 16 tháng 1 năm nay là rất quan trọng. Trung Quốc bắt đầu trả lời câu hỏi về số người được chuẩn đoán và công bố nhật ký thí nghiệm virus Vũ Hán để giúp hiểu toàn cảnh về dịch bệnh. Khi được hỏi liệu có lý do hợp lý nào đó để Trung Quốc không cho phép Tổ chức Y tế Thế giới tham gia điều tra hay không, ông Cao Đền đã nói như sau. Theo quan điểm của chúng tôi là không. Ông cũng nói rằng dựa trên các bằng chứng có sẵn, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng virus này bắt nguồn ở Vũ Hán và nó có nguồn gốc từ thiên nhiên chứ không phải do con người tạo ra. Dẫn câu nói, thời gian luôn là ông thầy thông minh nhất và theo thời gian sự thật sẽ dần được hé lộ. Cho thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa thể hiện muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế để cùng tìm ra sự thật hay vẫn muốn tiếp tục
một mình một đường để tiếp tục giấu giếm, bưng bít mọi thông tin, dẫn đến tai họa, nối tiếp tai họa cho người dân của chính Trung Quốc và các nước trên thế giới với hàng trăm ngàn người chết và nhiều triệu người bị nhiễm bệnh mà con số này tăng lên mỗi ngày. Với quyết tâm của Mỹ, Úc và nhiều nước dân chủ và tự do khác trên thế giới, thì dù có cố che giấu và tung tiền làm truyền thông hòng làm mờ đi hình ảnh nguồn gốc của virus Vũ Hán, thì việc tìm ra nguồn gốc của loại virus nguy hiểm này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trump đã túm được gáy tập. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.